Em Kim cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi cái video vừa rồi của em Kim ha. Về riêng về thị lực á, thì con này á là em đánh giá là khá là chuẩn và ok. Còn anh quý khách hàng đợi em một chút xíu là vì em muốn test luôn cái vào tải cho khách hàng xem được chi tiết hơn và rõ hơn. Thì hiện tại là em đang kêu nhân viên nhà bên mình á là họ sẽ móc cái rào to như thế này, thì tầm khoảng mấy trăm ký đến cả tấn ha. Thì mình móc, mình cẩu, mình dơ xa ra để mà cho anh em cảm nhận được khi mà anh em múc một cái rào đất nó như thế nào và nó làm việc được hay là không, là vì đây cũng là một cái cơ hội để mà cho em Kim trả lời tất cả những vị khách hàng mà người ta hỏi là khi mà test trên không như vậy rồi khi vào tải nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ là ở đây trên cái video ngày hôm nay là em sẽ vào tải luôn cho khách hàng để mà khách hàng có thể tự mình kiểm chứng được là khi vào tải. Thì quý khách hàng cứ hình dung ra một cái rào đất của quý khách hàng mà sử dụng 05 như thế này, thì em móc cái rào bự này nó tầm khoảng mấy trăm ký đó, thì xem nó sẽ như thế nào, nó có giác nổi hay là không, nó bưng nổi hay là không. Là vì rất rất là nhiều khách hàng họ mua xe ở trên trên thị trường bây giờ là khi mà họ test thì trên không thì khác, mà về nhà làm thì làm không có nổi. Thì bây giờ nổi hay không thì mời khách hàng theo dõi ha. Anh lên móc luôn em, móc giùm em luôn cái rào. Đúng rồi, anh móc lên cái gào kia trước đi, rồi anh câu xuống hai cái đang cho em cẩu ra ha. Rồi cái xích đó hả, mình không có xích 10 ly à, lấy xích bự bự chút, tại xích nhỏ quá nhiều khi nó nặng quá đó, lúc mà nó bị cẩu nhiều khi nó bị đứt dây xích, nó rất là nguy hiểm ha. Đấy thì quý khách hàng nén lại ít phút để mà xem cái video của em Kim luôn, em Kim thử tải cho khách hàng ha. Ngoài ra trong khi chờ đợi thì em Kim cũng có những cái sản phẩm mà cần giới thiệu đến khách hàng, là như những cái loại kẹp gấp gỗ nè. Kẹp gấp gỗ này hầu như là độ mới của nó khá là cao luôn, lúc em Kim nhập về là nó còn bọc những cái vải cao su luôn, xe trong công trình á họ làm thì họ chỉ mới mua mà hàng mới 100% và họ làm rất là ít, cho nên là những cái răng này nè quý khách hàng thấy không, những cái răng này nè đó, nó còn rất là cao, độ mòn của nó là không có luôn ha. Đó là những cái mà em Kim giới thiệu. Anh em nào đang muốn cần sử dụng thì vui lòng liên hệ cho em Kim vào cái số 0966 340 640, hoặc là những cái búa NBK màu cam xinh xinh như thế này nè, thì em Kim cũng sẽ có những cái mặt hàng sale và giảm giá. Thì vui lòng khách hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em Kim vào cái số 0966 340 640 nha. Như những cái cây búa mà màu xanh xanh mà như thế này nè, đó em quay chi tiết nha. Trong khi chờ đợi thì em sẽ quay chi tiết nè. Đó thì những cái búa như thế này thì em đang có những cái mã giảm giá, nhưng mà cái video đó thì sẽ nằm ở cái video kế tiếp nha. Giảm giá cực kỳ là rẻ luôn, ví dụ như một con xe mà quý khách hàng mua đó, người ta bớt 5-10 triệu đó là chuyện bình thường, tại vì nó tới mấy trăm triệu mà, đúng không ạ? Còn khi cây búa nó chỉ có mấy chục triệu, 30 mà 25 hoặc là 15 hoặc là 40-50 gì đấy, thì mình bớt cái giá tầm 3-5 triệu là nó khá là nhiều. Cho nên là anh chị mà đang có nhu cầu thì
đăng ký kênh của em Kim để mà mình có thể tham khảo và theo dõi cái video thứ hai ha. Rồi, bây giờ em Kim sẽ test trực tiếp ở trên cái máy của em Kim luôn cho khách hàng xem ha. Rồi em Kim tính nha. Rồi anh ngó thôi chị, nó va chạm.
Rồi em Kim cảm ơn tất cả các quý khách hàng dành ít phút mà mình xem cái video của em Kim ha. Thì vừa rồi là em Kim đã test trên một cái gàu 09 nha. Cái gàu đó là gàu 09 chứ không phải 07 đâu. Nó bỏ trong cái gàu khối 6 của ca tạc villa của em đó. Thì nó rất là to và lớn luôn. Thì quý khách hàng thử cộng vào một cái gàu Volvo 88 nè. Đây nè, em đang làm cái Volvo 88 bạc ác gàu này ha. Đấy, nội cái gàu này không, nó đã mấy trăm ký rồi. Thêm cái đó nữa là đã hơn 1 tấn. Cho nên là quý khách hàng cứ yên tâm là khi em xải cái cần ra thì mình sử dụng mình làm việc rất là hiệu quả, chứ không có ấy đâu nha. Không có yếu hay là nó như thế nào đâu. Quý khách hàng đừng có bao giờ suy nghĩ mã hàng sale là cái hàng không chất lượng. Em muốn sale một cái hàng chất lượng để cho kỷ niệm cho anh em xài, để sau này nhớ em Kim mãi mãi luôn. Là cái giá trị của nó chỉ có 550 triệu. Nhưng mà khách hàng sở hữu được những cái phần như thế này, em sẽ quay chi tiết luôn. Thứ nhất là phần gàu nó còn rất là liền lạc ha. Răng thì răng riêng. Em Kim thấy nó còn dài cho nên là em Kim không có thay răng ha. Má thì má riêng luôn. Đấy, cái gàu nè. Nè, em quay chi tiết cho khách hàng ha. Đấy thì hồi nãy là móc nè, 1 tấn mấy lên cái này là sẵn luôn, test luôn cái đồ móc cho khách hàng luôn ấy. Hiện tại là máy của nó đang hoạt động. Thì khi hồi nãy khách hàng thấy em dơ xa và em cẩu luôn 1 tấn mấy, kéo lên kéo xuống, thì khách hàng thấy nó có ra khói không ạ? Cái ra hơi thừa phía sau ở trên cái vô lửa không ạ? Đó, cho nên là khách hàng tự mình kiểm chứng đi nha. Rồi, bây giờ là em Kim sẽ giới thiệu thêm cái phần cho khách hàng là cái dàn chân của nó hiện tại rất là đẹp nè. Đấy, rất là đẹp nha. Cái dàn chân rất là đẹp luôn. Rồi, bánh phôn nè, còn lá xích nè. Lá xích em quay gần cho khách hàng xem nè. Đó, được chưa ạ? Lá xích như vậy có được chưa ạ? Đó. Còn bây giờ nè, cái phần ở trên á, cái miếng núm cao su này á là nó bị vỡ rồi. Thì thật ra cái núm cao su nó cũng không quan trọng lắm, mình cũng có thể thay thế, hoặc là nếu như mà anh em mua được á thì mua giúp giùm em ha, tại vì em không có thời gian để đặt nó về, đợi thì nó cũng sẽ lâu hơn. Thì cái đó nó cũng không có bao nhiêu tiền mà để mà mình nói lên ở đây hết. Cái phần ở đây là em cũng có cái thảm cao su của nó vẫn còn ha. Đấy, đồng hồ của nó hiển thị là ok. Ga điện phía sau đuôi của nó nè cũng khá là ok luôn. Bên trên cabin nè. Đó, quý khách hàng có thể tự mình xem mà tham khảo nè. Xe rất là ok luôn. Đó, chỉ có những cái phần mà nó hơi chạy chạy chùa chùa thì tí xíu nữa em sẽ cho khách hàng thấy ha. Rồi kế tiếp là nó sử dụng cái đùi Hydat, nhưng mà cái đùi của nó rất là to nha. Hiện tại bây giờ những em đời cao toàn là sử dụng tất cả đùi Hydat nha. Rồi cái xương, cái dàn gầm của nó nè, nó còn bóng bẩy, nó đẹp lắm, nó bóng còn hơn là em luôn á. Đấy, cái dàn xương của nó không hề bị mục ha. Nói chung là nhìn ở bên trên nè, dàn xương dàn gầm còn rất là đẹp luôn. Phần xích của nó nè, hai bên nào cũng đẹp hết. Em quay như thế này là khách hàng có thể xem được cái xương xích của nó đó. Còn bên phía sau nè khách hàng ơi. Đấy, phía sau nè ha. Rồi em quay lên đây luôn cho khách hàng xem cái hơi thừa. Thì thật sự ra mà
nói nãy giờ chạy nó cũng đã nóng máy lắm rồi. Nhưng mà em quay ở dưới cái đít đó là anh em thấy là không có một tí hơi thừa ha. Rồi bây giờ em sẽ dẫn anh em quý khách hàng cùng em tham khảo thêm nè. Đấy, ở đây là em sẽ cho khách hàng xem cái máy nha. Hiện tại là em chưa có tắt máy luôn. Một tay một muốn dở lên là phải đút cái giò vô. Đấy. Đây máy của em nó đang hoạt động đây ạ. Nghe rất là im không? Khô ráo luôn. Nào ơi, con tắt máy giùm cô ơi. Là do em sợ khách hàng em nói chuyện á, khách hàng không có nghe rõ, thôi để em tắt cái máy nha. Trời ơi, nó nhẹ cái lỗ tai luôn. Đó thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho khách hàng nè. Đó máy của em nó nè. Đó mình chạy hồi nãy giờ là nó nóng máy là nó đủ để mà vỡ zin, vỡ phốt hay là đủ để mà chảy nhớt ra rồi đó. Cho nên là khách hàng cứ chú ý mà xem coi nó có vấn đề gì không thì nói em Kim khắc phục ha. Thì thật ra thì theo em Kim thấy là cái máy này nó không có gì á. Nó chỉ có hai từ là chất, có thể mà mình săn cái hàng sale này để mà mình về mình xài một con để mà kỷ niệm với em Kim thôi, chứ còn nó không có ấy đâu. Cái này là mình có thể xức xưởng ngay và luôn sau khi mình rửa nha, sau khi mình rửa sạch sẽ nha. Đó bơm máy nè, đó nè bộ phân phối nha. Đó sau khi mình rửa là mình có thể xức xưởng ngay và luôn. Rồi đây là cái u quay của em nó nè. Đó thì nhà mình cũng đang rửa sạch sẽ hết rồi nè, mà mấy bữa nay ở đây mưa lắm luôn khách hàng ơi. Đấy. Rồi em quay chi tiết như thế rồi là khách hàng còn bây giờ là cái quyết định là có chốt hay không là do khách hàng chốt ha. Giá em nhắc lại cho nè, 550 triệu thì sở hữu ngay một cái sản phẩm Cobenco 115SR này, giá 550 triệu tại kho ha. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn, anh em nào mà không lấy em này thì uổng dữ lắm luôn nha. Con này là em Kim vừa bán vừa sale để có một cái sản phẩm để mà cho anh em kỷ niệm sau này mình đi đến đâu hoặc là mình xài cái dòng sản phẩm nào đó khác thì cũng có thể nhớ đến em Kim nha. Em Kim cảm ơn quý khách hàng đã xem cái video của em Kim nãy giờ. Chúc quý khách hàng một ngày mới tốt lành. Anh em nào mà có muốn xem những nhiều cái kênh video hơn với những cái mặt hàng sale này của em Kim thì vui lòng đăng ký kênh và đăng nhấn vào cái chuông thông báo để mình có thể tham gia vào những cái video tiếp theo và kịp thời hơn nha. Đó thì em quay sơ bộ lại cho khách hàng xem đó. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào cái video tiếp theo nha.